mình sẽ trao đổi phần nha. Tức là mọi người có thấy là mình có đảm nhận cái phần feel, thì bây giờ mình sẽ tập lại cho Kira để coi là Kira sẵn sàng rồi. Dạ nha, chúng mình là hết mỗi cái cầu. Phòng này về sau mà tập a cappella sướng lắm này. Ở đó mà cái đó quen. Cái đó không quen. Cái đó hình như là qua em. Ở đó mà cái đó quen. It's all about. Anh thấy mẹ rồi. It's all about. Nè. Ok, hai. Không tạm thêm nữa. Một năm sáu bảy giờ. It's all about a quên rồi. Bây giờ bắt lại cái tông này. It's all about. It's all about. It's all about a star. Thôi thắt rồi đó. Bắt lại. Thắt có cái teaser. Bật cái teaser lên đó. Wow, phòng này âm thanh tuyệt vời quá. Dạ. Phòng này có thể đáp ứng 2 bộ môn. Mình sẽ được vào phòng tập nhảy mới đi. Khi ra Khi ra bằng nhảy mới như thế nào? Hai năm anh chị này là chưa cảm nhận được gì hết trơn á. Từ đến đây từ trước rồi. Không, nhưng mà lúc ấy chưa có gì cả. It's all about the star. Chuyện tất tích đi. 5, 6, 7, giờ. It's all about a ốc xong nên bây giờ phải ăn ổi. Lọc rồi. Nó thụt lại. Nó thụt lại. À không? Để nó hòa lại cái trong người lúc này ăn ốc thì nó kiểu như là nó phòng tập cũng ok lắm đấy. Khi ra tới đứng trước gương để đi phòng tập đi. Để thì đây nè, có gì đâu, phòng tập đơn giản chả. Ủa này chị biết nha em. Thì thứ nhất. Phòng tập này rất to. Remote mình dễ làm mất á, tại bê xấu khá là hậu đậu á mọi người, nên là hay là mất đồ đó. Chính vì nhờ cái này giúp cho cái sự đáng chí của tụi mình có cái để khắc phục á. Và đây là gương. Cái gương này á, mọi người kêu là hình như sẽ đẹp hơn, khá là sẽ đẹp hơn, khá là sẽ đẹp hơn. Anh thấy em đúng không? Không. Ok, đó. Hoàn thành ở đằng trên đèn á, bây giờ thì có ánh sáng tự nhiên nè, ngoài khá là ok luôn, nhưng mà buổi tối thì nó sẽ khá là tối. Nhưng mà buổi tối thì nó sẽ khá là tối. Còn một cái khuyết điểm nữa là không có loa,
phòng tập cái thứ quan trọng nhất lại không có loa. Why? Nhưng mà được cái là rất là nhiều ổ cắm điện. Thì hôm nào chị Hana đi không bao giờ sạc pin thì sẽ có ổ để cứ gắm. Cho nên là mọi người cùng chờ nha. Rồi tụi mình đi tập đi.